Công nghệ thông tin hiện đại thực sự đã thay đổi cuộc sống của con người cả về vật chất lẫn tinh thần, mang lại những trải nghiệm mới mẻ với vô số tiện ích, giúp tìm kiếm, nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thế nhưng, cùng với những tiện ích mang lại, thì công nghệ cũng có những mặt trái nhất định. Hiện nay, công nghệ thông tin có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống con người. Đó là sự xuất hiện của những chiếc điện thoại thông minh, máy nghe nhạc, máy tính xách tay, máy tính bảng, dễ dàng kết nối Internet ở mọi nơi như trong các quán ăn, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn đến các tụ điểm công cộng. Những sản phẩm công nghệ hiện đại đó dần trở thành công cụ giải trí số 1, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân, nhất là giới trẻ. Có rất là nhiều bạn học sinh, sinh viên hiện nay đang lạm dụng sử dụng Internet vào việc chơi game, chơi điện tử hay là vào các trang mạng xã hội, xây dựng cho mình một lối sống ảo và bỏ quên mất cái công việc chính của các em, đó chính là học tập. Và tôi nghĩ rằng mỗi một em thì đều cần phải tự xác định cho mình được cái mục đích chính của mình khi ngồi trên giảng đường, đó là học tập và xây dựng cho mình một tương lai bền vững phía sau. Đối với giới trẻ ngày nay, việc sử dụng công nghệ là thường xuyên như một phần không thể thiếu. Họ vào mạng để làm việc, học tập, tìm kiếm thông tin. Ngoài ra còn trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến và học hỏi kinh nghiệm khi tham gia các diễn đàn. Việc chia sẻ buồn vui trên blog, các trang mạng xã hội cũng đang trở thành một trào lưu đối với giới trẻ. Ở trên Facebook thì em thường hay gặp một số bạn rất là hay đăng status, đăng đến nỗi quá nhiều và làm em cảm thấy phiền. Cũng như là các bạn đôi khi đăng những cái hình ảnh xấu xí, những cái nói xấu nhau, rồi những cái hình ảnh không đẹp về nhau lên mạng. Em cảm thấy những việc làm như thế thì là rất là không hay. Hiện nay thì sử dụng Facebook nó là một cái, cũng là một trào lưu và cũng là những cái mạng xã hội nó quen thuộc đối với giới trẻ. Thì bây giờ thì mình cảm thấy là không phải chỉ giới trẻ mới dùng Facebook nữa mà những người trung tuổi cũng dùng. Nhưng mà hình như là bây giờ Facebook nó đã quá là thông dụng, cho nên là trên mạng xã hội bây giờ nó có rất là nhiều những thông tin tích cực có, nhưng mà tiêu cực cũng không kém phần nhiều. Và khi mà mỗi lần lên Facebook thì mình cảm thấy là bây giờ quá những cái thông tin tiêu cực đấy nó lan tràn trên mạng quá nhiều và làm cho mình cảm thấy rất là phản cảm. Bên cạnh những tiện ích thiết thực mà công nghệ thông tin mang lại thì việc giới trẻ lạm dụng và bị phụ thuộc những sản phẩm công nghệ hiện đại cũng đang là một thực trạng đáng bàn. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích mà công nghệ hiện đại mang lại, nhưng để phát huy hiệu quả những tính năng tiện ích của nó, giới trẻ cũng nên tạo cho mình thói quen sử dụng sản phẩm công nghệ hiện đại một cách khoa học hợp lý, không nên quá lạm dụng và lấn sâu trong thế giới ảo để tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.